Nữ vương bệ hạ, là tôi hồi sinh bà, xin bà cứu tôi với. Tiểu Vũ, các người mau đi đi, đây là cuộc chiến của chúng tôi. Ba đồ nhĩ, cùng lên. Lấy máu đời chúng con minh chứng cho lời thề cô mà. Xin thề nếu không thành công thì lấy cái chết tạ tội. Ba đồ nhĩ, Đạt Na, anh lấy máu đời chúng con minh chứng cho lời thề cô mặc. Kệ tôi đi, mọi người bỏ đi đi, phá hủy mật đạo, đừng để ma nữ thoát ra. Có thế tôi cũng không thể nhìn anh chờ chết ở đây. Đây là sứ mạng bảo vệ 2000 năm nay của tộc Côn Bằng rồi. Đi đi, đi. Béo, nhảy. Tôi sợ độ cao, tôi không nhảy được. Bỏ lên, xuống, nhảy.
Nhảy từ nơi cao như vậy, họ chết chắc rồi. Bối Lạp đã nhận ra trong số họ có người mang dòng máu Lâu Lan. Với lại họ còn có kinh luân. Chúng ta không thể chủ quan. Đây chắc chắn là quan tài của nữ vương. Chí Viễn, tâm nguyện của chúng ta thành hiện thực rồi. Tiếc là cậu không được tận mắt thấy. Giáo sư, tìm được mộ nữ vương cũng xem như an ủi thầy Vũ rồi. Anh Hồ, vậy chúng ta mở quan tài đi. Mọi người không báo với tổ chức trước sao? Không cần thiết đâu. Tư Vũ, em muốn làm gì? Em lấy súng đầu ra thế? Giáo sư, không cần tôi nhắc lại nữa chứ. Đừng giở trò với tôi. Không thể phát súng kế tiếp, tôi không bắn vào tay đâu. Đi, lên đi. Lão Hồ, làm sao đây? Đi. Tôi đoán Sở Tư Vũ biết cách mở cửa lâu rồi. Bảo sao cứ hăm dọa tụi mình mở quan tài. Giáo sư, giáo sư mau đứng dậy đi. Đi 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 đi. Lão Hồ, không sao chứ, không sao chứ lão Hồ. Shirley, đi. Giáo sư, quái vật gì mà hung tàn thế? Là sói đỏ đất ẩm, tục tử bất ngữ. Thời nhà Thanh có ghi, ban đầu xác biến thành hạng bạc, rồi lại biến thành sói, là một loài quái vật rất hung tàn, có thể ở trong trạng thái ngủ đông rất lâu, tuổi thọ cực kỳ dài.
Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Shirley. Lão Hồ đến rồi nhé. Từ phụ muốn hồi sinh nữ vương Lâu Lan. Tôi biết hết. Chúng ta ra khỏi đây trước đã. Đi trước đã. Nữ vương bệ hạ, là tôi hồi sinh bà, xin bà cứu tôi với. Tiểu Vũ, ba anh em mình sống chết có nhau, hiểu ý mô kim. Hợp lại thì sống. Tách ra thì chết. Béo, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Shirley. Lão Hồ, chuyện gì thế này? Không sao chứ? Rõ ràng tôi thấy nữ vương Lâu Lan hồi sinh, tôi không sao, còn anh là mấy củ khoai nương mùi xác chết quấy phá. Thì ra yêu thuật của ma nữ Lâu Lan chỉ là lợi dụng khoai nương mùi xác chết sẵn sinh trảo giác mà thôi.